Hello hello mọi người, hôm nay dẫn mọi người đi chợ cá ở bên Seattle. Cái chợ cá này nó rất là nổi tiếng. Bây giờ gia đình đang đi vô đây. Chợ cá mà họ cũng bán. Và đây là cái chợ cá đây mọi người ơi, nó gọi là public market. Trong đây bán, nói bán cá nhưng mà nó bán rất nhiều mặt hàng. Hoa quả, rau củ, rồi đồ lưu niệm, rồi tùm lum. Còn đây họ gọi là cái tường của xinh gâm. Cái này là những ai ăn xong thì nhả ra thì dính vào đây. Đây là một trong trong khu của chợ cá ngoài trời. Xinh gâm nó ăn đây giờ chứ anh chưa dám. Dơ quá, tôi tin mới. Đây nhà chụp hình thấy bao nhiêu cái gâm, bao nhiêu nước miếng. Bao nhiêu nước miếng, ghê quá. Mẹ có chụp không? Tô hộp to dữ vậy. Hộp to quá. Yêu. Ở đây coi coi thử bàn tay coi. Thì dạng tôm hùm hả? Tôm hùm. Cái đuôi tôm hùm nó còn đuôi tôm hùm không bự. Đuôi không á. Đuôi. Đây là đông tháp gì đây đây. Cá bên đây nè. Dry pine folks coming in the fish market here, heads up. What? Sure, take a picture. Okay. Oh. Any help today? Any questions? Well, you should go flat rate is $55. Do they go freeze or? It goes fresh. I have it in store, shipped that way. Overnight via FedEx, yes, sir. And you choose the day we pack it up on, and it gets packed fresh that morning. Monday through Thursday. Cái này họ có ship đi toàn quốc nha. Ủa mà không sao. Con scallop là đây. Cái con này Việt Nam là tiếng gì cô? Điềm điệp. Đây là điềm điệp đây. Cá đã quá. Cái này từ 7. Cá to quá. Cá hồi đây. Bên đây nữa. Đi 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 làm đi. Nó cho thử cá kìa cô. Cái gì đó đỏ vậy? Cá nó. Ồ, nó nấu rồi. Nó nấu rồi đó cho mình thử á. Đây là salmon, salmon đó hả? Salmon chắc cái salmon gì vậy? Đây đây đây. Tôi ra mẹ kìa. Sốt cay salmon đúng rồi. Nó có nhiều loại chắc. Salmon sốt cay kìa. Có oyster. Con này đã ăn tăng lực. Này
Rồi một. What's mom? Anybody? Cái chợ cá này họ có bán rất là nhiều, nó là chợ cá thôi nhưng mà nó bán đồ lưu niệm, bông bánh hoa, rau cỏ, không phải rau cỏ mà rau củ. Yeah. Does it eat? Yes. And then follow me. Mẹ em đi lên hả? Đó đang ở dưới chỗ, chỗ cá này không? Đây lò bánh mì, bóp. Thử sang phồn. Đồ bánh mì. Đây có bánh mì thử này, đồ bánh mì sốt. Ngon quá. Rồi hai đứa nó kìa. Can I try some? Cho mình thử cái này mọi người ơi, rất ngon. Thank you. Local nectarine. Có hộp cà chua, cái này nóng gì ta? Mushroom, nấm. Nấm. Đang ăn cái chai nectarine ngon lắm. Có cho anh thử kìa. Quay tháng này là muốn chụp đâu là chụp chắc cũng được 10 phút 15 phút rồi này. Rồi vô đứng đi, cho đành vô đứng ta chụp này cho. Đi không vui không con? Không có. Không sai mẹ. Đây là cái con đĩ này là mình sợ nhất là đi lắm. Đây. Nó không cho sợ đâu, đừng sợ. Đâu động thân. Nó là chứ vui không, vui không bác. Ở dưới đây lại bông nữa, bông hoa nó đẹp quá. Đẹp quá. Về đây ta chụp bạn này luôn thử coi. Mà vô đây ta chụp này cho thử coi. Bỏ. Yes, I do. Ooh, bông. Yeah, let me film first and then you can
you can buy it. Và nó chụp tầm 3 bài. Bông đẹp quá. Ê, hey, you ăn ngon không? Vô đi lên đằng trước đi chút, công ty đông rồi thì để con kịp nó có chú mà ngó đây đi lên tí. Lý nào ngó đây đầu mà bà xích ra cái bên là stay đâu cuối anh là hoàng là quá đó. Quán gì quay đó ông ta chúc tới quay lại cá sao đen dữ vậy hả? Sao chụp đen hết đen hả? Yeah. Đây là tiệm bán bông, bán hoa rất là đẹp. Giống như ở chợ Tết Việt Nam nhỉ. Đẹp giống như chợ Tết Việt Nam. Đi phía đây nè. Đó, slow. Rồi đặt quay ba đi, tập quay đi. Tập quay đi. Cái lần tập quay về ấy là như là tập quay ba đó nhỉ. Đi nhẹ nhẹ thôi là. Rồi không ai đặt slow thì khác thay khiến gửi dạ. Hôm nay mình có tham gia men và quái này với quái chú có thấy cái đầu không thằng con hối phía bên tay đang tham gia men mới đi ra nhà thôi là cái này giống như hóa năm lần cũng được đâu. Chứ sẽ share something. Hi. A lot of flower, beautiful flower. Nhẹ nhẹ thôi, slow. Đưa cả slow. Đó, yeah, lại đã. Này có 5 đồng bó. Đây đợt qua đi ba đi, 5 đồng bó hoa. Đây cô em đang quay. Chờ này rất vui. Đây là họ bán yam, bán đồ ăn sáng. Ở đây. Đây là thằng Yusim ấy. Này ăn thằng yam. Ngon quá. Dâu. Đây chợ cá bên đây đó, có chợ cá bên đây đó. Còn xong.
Chắc tí đó, sắp sửa về vô đây mua lại về ăn chút. Bây giờ mua giờ nó còn hơn. Tô hộp to dữ vậy. Hộp to quá. Yêu. Ở đây coi coi thử bàn tay coi. Cái gì vậy? Tôm hồn. Cái đuôi tôm hồn đó. Đuôi tôm hồn không bự. Đuôi tôm hồn. Đây là đông khách chị đây rồi. Cá bên đây nè. Dry Pine folks coming in the fish market here, heads up. Hãy đặt đi cái gói của mình. Flat rate $55. It goes fresh. I have it in store shipped that way. Overnight via FedEx, yes sir. And you choose the day we pack it up on, and it gets packed fresh that morning. Monday through Thursday. Kinh web to. Cái này họ có ship đi toàn quốc nha. Ủa mà không sai. Đảo á. Con scallop là đây. Cái con này Việt Nam là tiếng gì cô? Điềm điệp. Đây là điềm điệp đây. Cá đảo á. Cái này từ 7. Cá hồi đó. Cá hồi đây. Bên đây nữa. Đi 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 làm đi. Nó cho thử cá kìa cô. Cái gì đó đỏ vậy? Cá nó... Ôi, nó nấu rồi. Nấu rồi, nó cho mình thử á. Đây là salmon, salmon đó hả? Salmon chắc, salmon gì vậy? Đi đi, đi. Đi ra mẹ kìa. Sót cái salmon đúng rồi. Nó có nhiều loại chắc. Có oyster. Con này đã ăn tăng lực. Rồi một. What's more? Rồi một. Chúng ta không biết đâu. Vô đi, vô đi. Đây kìa. Yeah, I'm somewhere. Hey, let's go get up real quick.